Quý vị đang quay trở lại với bản tin Địa ốc trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, kể từ khi luật kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, thì nhiều chuyên gia đã nhận định thị trường bất động sản Việt Nam rất hấp dẫn đối với người nước ngoài. Tuy nhiên, đâu là những yếu tố khiến thị trường được xem là hấp dẫn? Câu trả lời sẽ có trong phần phân tích cụ thể của tiến sĩ Sử Ngọc Khương, giám đốc đầu tư công ty Savills Việt Nam ngay sau đây. Công bằng mà nói thì chúng ta có một cái lực lượng cái dân số rất là trẻ, do vậy thì các cái hoạt động kinh doanh mua bán rất là tốt, do vậy thì các cái đối tượng nước ngoài họ cũng rất là muốn tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. Cái nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế ổn định, dân số trẻ, và chúng ta có một cái hầu như các người nước ngoài sang Việt Nam họ thấy là cái người Việt Nam rất là thân thiện, và đây là cái cuộc sống họ mong đợi ở đây. Do vậy thì cái việc mà các nhà doanh nghiệp họ muốn, các cá nhân họ muốn có sở hữu nhà Việt Nam, thì tôi nghĩ đâu đó là hết sức là cạnh tranh với các bạn trong khu vực. Nếu chúng ta đang nói về thể chế chính trị, nền kinh tế ổn định về mặt con người và nó rất là gần gũi về mặt văn hóa, thì các nước trong khu vực thì tôi nghĩ là Việt Nam là một trong những cái nước mà đứng đầu trong cái việc mà thu hút các người nước ngoài tham gia làm việc cũng như là sở hữu nhà tại Việt Nam. Bên cạnh Singapore và Hồng Kông thì Việt Nam được xem là những cái nước mà theo một số khảo sát thì Việt Nam là một nơi đáng để người ta đến để sống và làm việc. Thì nếu các nước trong khu vực thì Việt Nam cũng có một sức hút bên cạnh về cái việc làm việc thì cái vấn đề nhà ở. Thì tôi cho rằng đây là một cái mà chúng ta cũng nên cần phải tự hào về việc này. Thực tế ra thì đối với các nhà đầu tư thì họ có nhà đầu tư khác nhau, họ có những cái chiến lược về kinh doanh. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần ta để trên bàn cân mà chúng ta chỉ so sánh về các cái chỉ số lợi nhuận chúng ta đang gọi là IRR hoặc là ROE hoặc là ROI thì thực ra nó không phản ánh được hết cái bức tranh của việc nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản Việt Nam. Thì như chúng ta thấy là đầu tư bất động sản là đầu tư trung và dài hạn, chứ không thể là mua ngày hôm nay bán ngày mai được. Do vậy tùy theo cái chiến lược của các nhà đầu tư và để mà so sánh được cái biên độ lợi nhuận cần thiết. Thì nếu mà chúng ta đang xét là nếu mà các nước trong khu vực có cái chi phí tài chính, tôi đang nói muốn vay ví dụ như Nhật Bản là tiền vay rất là thấp, chi phí vay tài chính rất là thấp, 1-2%, tiền gửi thì có thể là 0%. Do vậy khi họ đầu tư vào thị trường Việt Nam, nếu chúng ta đang xem là tỷ suất sinh lời trên đó là 10-15-20% thì đây là một cái là mà họ rất là tốt so với cái thu nhập của họ ở các nước sở tại. Như vậy chúng ta cũng cần phải nhìn cái nước sở tại của họ và so với Việt Nam. Nhưng trên cái bản đồ tổng thể, cái bản đồ và đầu tư á, thì Việt Nam chúng ta không phải là một cái điểm lớn đâu. Chúng ta vượt điểm rất là khiêm tốn so với các nước. Do vậy bởi vì chúng ta có những cái hạn chế trong cái việc là thu hút nhà đầu tư thông qua các cái cơ chế khác nhau. Do vậy một cái điều mà tôi mong muốn là chúng ta làm sao ở cấp độ đầu tư ở các tổ chức định giá tài chính là chúng ta có những cái cởi mở để mà thu hút cái nguồn vốn về cho đất nước chúng ta. Thứ nhất là tăng cái thu hút và cái FDI, cái thứ hai là về mặt bất động sản. Chúng ta dù có bán đi đâu nữa thì cũng nằm ở đây, cũng tài sản tại Việt Nam. Cái việc là chúng ta đang nói đến là xuất khẩu, tạm gọi là xuất khẩu bất động sản tại chỗ, thì cái mà chúng ta cũng nên thấy rằng đây là một cái điều kiện tốt cho cái thị trường bất động sản nói riêng, cho cũng như là nền kinh tế nói chung. Thưa quý vị, tuần qua thì Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có cuộc họp thẩm định đồ án quy hoạch kiến trúc xây dựng trên địa bàn. Tại đây thì lãnh đạo thành phố đã bác đề xuất xây dựng các khu dịch vụ trên bãi biển công cộng, đồng thời chỉ đạo mở thêm các con đường ra biển cho người dân. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đà Nẵng, bãi biển Đà Nẵng cần được quy hoạch lại để tạo thêm các bãi biển công cộng phục vụ cho người dân và du khách tắm biển nghỉ dưỡng. Chính quyền thành phố sẽ đầu tư thêm các dịch vụ tiện ích phục vụ như vòi tắm nước ngọt, dịch vụ giải khát, sân chơi thể thao biển tại các bãi biển công cộng này. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các chủ dự án tháo dỡ tất cả các hàng rào, tạo môi trường và cảnh quan mở với không gian xung quanh. Đồng thời, cứ hai dự án liền kề bắt buộc phải mở lối đi và tạo bãi tắm biển công cộng. Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng sẽ tính toán và hoàn lại giá trị tiền chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp với phần đất thu hồi để tạo bãi biển công cộng. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu bất động sản CoreLogic, thì giá nhà tại Mỹ trong tháng 8 vừa qua đã tăng gần 7% so với cách đây một năm. Điều này càng khiến cho thị trường địa ốc thêm sức nóng giữa lúc nguồn cung không đáp ứng nổi nhu cầu tăng mạnh. Theo CoreLogic, nguồn cung nhà ở tại Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ 10 năm và tốc độ tăng chậm. Trong bối cảnh đó, giá nhà trở lại mức đỉnh điểm của thời bùng nổ thị trường địa ốc, thậm chí một số địa phương còn vượt qua mức đỉnh điểm trước đó. Nguyên nhân của hiện tượng này, theo các chuyên gia, là do nguồn cung giảm trong khi lãi suất được duy trì ở mức thấp, khiến nhu cầu mua nhà tăng cao. Trong đó, có nhiều khách hàng là các tổ chức cá nhân nước ngoài mua nhà bằng tiền mặt. Làn sóng khách hàng nước ngoài càng khiến cho tâm lý người tiêu dùng trong nước lo ngại giá nhà tăng, nên họ cũng tranh thủ bán mua, đẩy giá bất động sản lên cao.
Những người mua nhà lần đầu cho biết họ thường khó cạnh tranh lại với những người mua nhà bằng tiền mặt, đặc biệt là tại các thị trường trước đây từng bị sụp đổ tín dụng bởi bong bóng bất động sản như là ở Phoenix, Las Vegas hay là Atlanta. Mặc dù lãi suất giai đoạn này được xem là tương đối thấp so với giai đoạn bùng nổ địa ốc, nhưng tính ra giá nhà hiện nay còn cao hơn nhiều so với trước đây. Theo các chuyên gia, những người mua nhà trong ngắn hạn đang phải trả giá cao hơn cả so với hồi năm 2006. Từ những khu vực ngoại ô ở Irvine, California cho đến những tòa tháp chọc trời sang trọng tại Manhattan, đầu đầu cũng có sự hiện diện của các khách hàng Trung Quốc đổ tiền vào thị trường bất động sản. Người Trung Quốc hiện đang dẫn đầu trong số các khách hàng nước ngoài mua bất động sản tại Mỹ, theo một báo cáo của công ty phân tích thị trường RealtyTrack. Trong năm nay, có đến 46% người Trung Quốc mua nhà ở Mỹ bằng tiền mặt, tăng 229% so với cách đây 10 năm và chiếm 33% trong tổng số khách mua nhà bằng tiền mặt tại Mỹ. Theo các chuyên gia, việc khách nước ngoài trả bằng tiền mặt đã khiến giá nhà tại Mỹ tăng lên nhanh chóng. Sự bất ổn của nền kinh tế Trung Quốc nói chung và thị trường chứng khoán nước này nói riêng là nguyên nhân khiến người dân chuyển hướng sang mua nhà ở Mỹ. Thêm vào đó, nhiều người Trung Quốc muốn mua nhà ở Mỹ để tạo điều kiện cho con em có thể tiếp cận được nền giáo dục hàng đầu thế giới. Tính trong năm tài chính kéo dài đến tháng 3 năm 2015, khách châu Á chiếm 35% trong số khách quốc tế mua bất động sản tại Mỹ, với tổng chi đạt 28 tỷ đô la và đa số họ tiếp cận thị trường ở phân khúc cao cấp, đặc biệt là tại California và thành phố New York. Đến đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần cuối cùng của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính sau. Bất động sản Thủ Thiêm nhiều kỳ vọng nhưng còn chậm triển khai. Địa ốc Vạn Xuân dự án nhà ở đất nền chất lượng cao.